Thưa quý vị và các bạn, mặc dù bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh COVID-19, song nhiều trường mầm non ngoài công lập đã nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều giải pháp tạo điều kiện để trẻ được bảo vệ, chăm sóc trong môi trường an toàn và lành mạnh, từ đó giúp trẻ có sức khỏe tốt, phát triển cả về trí tuệ, đạo đức và văn hóa, ghi nhận của phóng viên Thời sự. Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trường mầm non Lê Quý Đôn đóng trên địa bàn phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái đã triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn đối với trẻ. Trong đó trang bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ luôn được sắp xếp gọn gàng. Tất cả 6 nhóm lớp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường học bằng chơi cho trẻ. Thực hiện sự chỉ đạo của nhà trường về thực hiện đúng 5K và cùng với phối hợp với lại tất cả các bậc phụ huynh tuyên truyền cho các cháu theo đúng chỉ thị 5K của Bộ Y tế là luôn luôn đeo khẩu trang, sát khuẩn khi đến trường và vệ sinh cá nhân đầy đủ. Ngoài ra, trường mầm non Lê Quý Đôn còn tổ chức ăn bán trú cho toàn bộ trẻ nhỏ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ăn chín uống sôi, cân bằng đủ dinh dưỡng. Nhờ duy trì nền nếp hàng năm, nhà trường đã được cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non. Đặc biệt, trong năm học này, trường mầm non Lê Quý Đôn đã đạt giải nhì hội thi giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non cấp cụm. Hiện nay, trường không có trẻ suy dinh dưỡng. Trong bối cảnh hiện nay, phụ huynh rất quan tâm đến cái vấn đề mà phòng chống dịch COVID trong nhà trường để đảm bảo an toàn cho trẻ khi trẻ đến trường. Và cùng với nhiệm vụ đấy thì nhà trường đã chỉ đạo từ đến các giáo viên làm phải chú ý đến công tác chăm sóc giáo dục trẻ và cùng với cái công tác phòng chống dịch COVID đối với trẻ. Là đơn vị trường ngoài công lập cũng chịu tác động ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, trường mầm non Sao Mai, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái đã khắc phục khó khăn, chủ động phòng chống dịch bệnh, đảm bảo môi trường an toàn cho trẻ theo học. Trẻ đến trường lớp được các cô giáo giám sát theo dõi nhiệt độ cơ thể, đồng thời hướng dẫn xây dựng thói quen vệ sinh cá nhân như súc miệng họng bằng nước muối, rửa tay sạch sẽ. Nhờ chú trọng thực hiện các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, nên các trẻ ở đây đã được tăng cường sức khỏe, hệ miễn dịch để tham gia các hoạt động vui chơi, trải nghiệm bổ ích. Ngoài ra, nhà trường còn thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, phương pháp giáo dục trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Phụ huynh chúng tôi khi mà đến trường thì được yêu cầu là phải đeo khẩu trang khi đưa đón con. Và các con thì sẽ được rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp và trước khi ra về. Và đồng thời là còn được các cô giáo dạy cho các kỹ năng về phòng chống dịch bệnh. Ví dụ như là rửa tay sao cho đúng cách. Đấy. Và đặc biệt là tôi thấy là nhà trường rất chú trọng đến bữa ăn cho các con. Làm thế nào để các con ăn được ngon miệng, ăn được nhiều, đảm bảo dinh dưỡng. Từ đó mà nâng cao được sức đề kháng và tăng cường sức khỏe cho các con. Theo cái sự chỉ đạo của cấp trên thì cũng đã xây dựng cái kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch hiệu quả. Nhà trường thì thành lập thêm cái tổ an toàn giám sát COVID-19 bao gồm có cô giáo, có phụ huynh, có nhà trường để giám sát cái công tác phòng chống dịch ở trong nhà trường. Ngoài ra thì đối với lại công tác chăm sóc trẻ hàng ngày thì nhà trường rất là quan tâm chu đáo, đặc biệt là trong cái khâu vệ sinh cho các con. Việc các trường mầm non ngoài công lập đảm bảo an toàn, chăm sóc tận tình, yêu thương trẻ trong bối cảnh diễn ra dịch bệnh COVID-19 sẽ giúp trẻ nhỏ có môi trường giáo dục tốt để tự tin hòa nhập, phát triển về mọi mặt, giúp các em hoàn thiện về các mặt trí, đức, thể, mỹ.